Vậy với câu A thì chúng ta làm rất là dễ. Các bạn tính tổng tất cả những cái tài nguyên mà của năm tiến trình đang nắm giữ của loại tài nguyên A, và các bạn cộng thêm với lại cái available là các bạn có tổng là 7. Cộng tổng 3, xin lỗi, đây 00212 cộng với 2 nữa là 7. Rồi các bạn cộng là 114 là 6, cộng với 3 là 9. 2 với 1, 1 là 5, cộng với 3 nữa là 8, hả mấy? 4, 4 10 cộng 3 nữa là 7. Như câu A là mình sẽ có là 797. Câu B là lúc nãy chúng ta nói rồi. Bây giờ câu C là nếu B3 yêu cầu thêm là 003 thì chúng ta sẽ làm câu C ở đây. Chỗ này là B3 yêu cầu thêm là 003. Như vậy chúng ta nhìn với cái available hiện nay là 233 thì có cấp được cho B3 không? Được. Khi cấp cho B3 thì chúng ta sẽ tính lại cái available của B3. Như vậy available của B3 thì loại tài nguyên AB là không thay đổi, chỉ có loại tài nguyên C là cộng thêm 3. Như vậy B3 loại tài nguyên C cộng thêm 3 là từ 0 nó sẽ thành 3. Như vậy cái chỗ này nó sẽ thay đổi nha. 3. Từ 3 nó sẽ trở về 0. Và tiếp theo chúng ta sẽ tính cái work hiện nay. Work hiện nay là đối với loại tài nguyên A chúng ta không cấp gì, vẫn giữ nguyên. Loại tài nguyên B không cấp gì, vẫn giữ nguyên. Nhưng loại tài nguyên C chúng ta hiện nay còn 3 và chúng ta cấp 3 thì còn mấy? Còn 0. Đấy là giá trị ban đầu. Và chúng ta sẽ xem xét và cấp phát lại. Với tài nguyên hiện nay chúng ta đang còn là 230. Chúng ta sẽ tìm xem. Chúng ta quay lại các bước này. Đấy, chúng ta quay lại các bước này. Tìm xem là kiểm tra cái work của chúng ta nó có đủ lớn để cấp hay không. 230 có đủ lớn không? 230 thì chỗ này đủ nè, 2 là đủ nè, 3 là đủ, 0 là đủ. Như vậy thì chúng ta sẽ cấp đầu tiên là cho B1. Còn trường hợp nào khác không? Rồi, như vậy thì ở chỗ này là B1, mình còn trường hợp là chỉ vậy thôi. Bằng cộng cho cái giá trị mà B1 đang nắm giữ. Đó là trường hợp thứ nhất. Tiếp theo, mình có là 242. Chỗ này mình đã cấp phát xong. Như vậy, 242 mình có thể cấp phát được cho B3. Cũng có thể cấp phát được cho B4. Như vậy thì thầy sẽ chuẩn bị thêm một cái vị trí khác. Tức là cái phần này mình giữ nguyên nè. Đúng không? Rồi bây giờ nếu trường hợp mà mình cấp phát cho B3. Mình cấp phát cho B3. B3 thì mình sẽ thu cái gì? Giá trị của này cộng với cái B3 đang có. Đúng không? Nếu trường hợp mình cấp phát cho B4 thì có phải bằng giá trị đang giữ cộng cho giá trị B4 đang có không? Rồi. Như vậy mình ra được hai đáp án rồi. Sau khi cấp cho B3 xong, mình làm bài trên trước ha. Sau khi cấp cho B3 xong thì 445 mình cấp được cho B4. Như vậy chỗ này mình sẽ cấp cho B4 và cái giá trị của mình là bằng work cộng với lại cái available của B4.
Sau khi cấp cho B4 xong thì chúng ta sẽ cấp tiếp cho B5, chỉ có B5 thôi. Và chúng ta sẽ lấy giá trị của work cộng với giá trị available của B5. Và cuối cùng chúng ta cấp phát cho B2. Và giá trị này cộng với lại cái giá trị hiện nay B2 đang nắm giữ. Và chúng ta có là 797, tức là cái mà hệ thống này có. Được chưa? Bây giờ quay trở lại bài lúc nãy. Chúng ta cấp phép cho B1 rồi, B4 rồi. Cái này chưa, bỏ đi. Rồi, chúng ta đã cấp phép xong cho B1 và B4. Bây giờ, nếu trong trường hợp này là 353 thì chúng ta cấp được cho ai? B3 cũng được mà B5 cũng được. Như vậy là mình phát sinh thêm một đáp án nữa. Thêm một đáp án nữa. Như vậy thì chỗ này thầy sẽ copy ra và chúng ta sẽ có thêm một đáp án tiếp theo. Đấy, chúng ta có một đáp án khác. Rồi, chúng ta làm một đáp án trước. Như vậy thì ngay tại vị trí này chúng ta sẽ cấp cho B3 trước. B3 trước. Như vậy đáp án tiếp theo mình có thể là cấp cho B5 đúng không? Mình để dự trù đó đi. Rồi, B3 thì nó sẽ bằng cái này cộng cho cái B3 đang có. Sau khi cấp cho B3 xong thì chúng ta có thể cấp thêm cho ai? 556. 556 thì chỉ còn B5 thôi, duy nhất B5, bởi vì chỗ này là 7. Vậy chúng ta sẽ cấp cho B5 bằng cộng với giá trị của B5. Và cuối cùng chúng ta sẽ cấp cho B B2 bằng giá trị này cộng với giá trị của B2 đang có. 797 là cái chúng ta có. Quay trở lại, nếu như mà chúng ta cấp B1, B4 và đến B5 thì chúng ta sẽ bằng giá trị này cộng với cái B5 đang có. Vậy 593 chúng ta có thể cấp được cho ai? Một bốn. Cái này không cần nữa, chúng ta tạm ẩn đi để cho nó dễ thấy bài trên. Rồi, chúng ta đã cấp được cho một rồi, bốn rồi, năm rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cấp tiếp cho B3. Chỉ có B3 thôi. Bằng cái này chúng ta cộng cho giá trị của B3 đang giữ. B3. Và cuối cùng là B2 bằng cộng cho giá trị của B2 đang giữ. Còn đáp án nào khác không? Rồi xem lại thử là các bạn làm như thế nào. Như vậy mình có tổng cộng là 3 đáp án. Cấp cho B3 và giá trị còn lại là 230. Đúng rồi. 230 B3 bây giờ nó sẽ là 203. 203, ok. Và chuỗi của bạn đang làm là 14352, có không? 14
352. Ok. Ba năm ba năm năm sáu bảy chín sáu bảy chín bảy, đúng rồi. Rồi một bạn tiếp theo làm là 003 và chuỗi còn lại là 230, đúng. Thứ tự là 14352, 14352, đúng rồi. Một bạn tiếp theo là 0. Nói chung là cuối cùng ra 4 là sai rồi. Tiếp tục một bạn nữa là 230, đúng rồi. Và chuỗi cấp phát là 13452. 13452. 242 445 556 796 797. Và một bạn nữa là 230. Chuỗi cấp phát của bạn là 53. Xin lỗi, 13452. 13452, đúng rồi. 44556 796797, đúng. Như vậy sau 10 thì chúng ta có 1 trên 10 kết quả sai, còn lại 9 kết quả đúng.